Đấy. Đó, mình sẽ vẽ hoa hướng dương đấy các bạn nhé. Mình đang vẽ hoa hướng dương đấy các bạn ạ. Đó, mình đang vẽ nha các bạn nhé. Đây là một hoa hướng dương nhé, hoa hướng dương nhé. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ tô màu nha các bạn nhé. Đây là mình đang tô hoa hướng dương đấy. Đây là hoa hướng dương nha các bạn nhé. Đó. Đây.